Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm từ cơ quan chức năng, không ít người vẫn tìm đến các cơ sở làm đẹp hoặc đặt mua thuốc tan mỡ đang rao bán tràn lan trên mạng để đưa vào cơ chế, hy vọng có thể nâng cấp nhan sắc nhanh chóng. Theo các chuyên gia, filler có nghĩa là chất làm đầy, được ứng dụng trong thẩm mỹ tạo hình không phẫu thuật như nâng ngực, nâng mũi, tạo dáng cằm, dáng môi. Còn thuốc tiêm tăng mỡ hiện chưa được công nhận sử dụng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Dùng thuốc tăng mỡ có thể mang lại nhiều biến chứng. Ngoài các ca bù mắt, tắc mạch gây dồi máu não, nhiễm trùng huyết, rất nhiều các trường hợp bị tai biến kéo dài, khó điều trị. Từ lúc mà em tiêm cách đây 4 tháng, khi mà mới bắt đầu tiêm là sau đó là tầm khoảng 1 tuần là em cảm giác như vùng này của em là nó bị hơi sưng ra rồi, nhưng mà nó bị đóng cục nhưng mà chỉ vài cục thôi, em thấy lạ rồi. Nhưng xong rồi em mới bảo với chị đó bảo em là do thuốc nó chưa tan, mà em cứ nghĩ là tiêm tăng mỡ mà tại sao lại nó lại giống filler mà nó lại bị đóng cục. Chị đó bảo là thuốc chưa có tan, xong rồi em vẫn đợi thêm 1 tuần nữa là nó xuất hiện hết những vùng cổ của em, là nơi nào mà bị trọt mũi kim vô là nó xuất hiện bị cục ra như hộp đậu vậy. Chị KL 30 tuổi đến khám tại bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, mũi xuất hiện các nốt có mủ, đóng mày vàng, đau đớn. Điều đáng nói là khi nạn nhân đến cơ sở làm đẹp phản ánh về các biến chứng thì những nơi này luôn bảo không vấn đề gì. Em mũi em thấp, em có người quen giới thiệu là Sapa tiêm mũi, mà ảnh lại ảnh coi mũi em xong ảnh dẫn em lên tiêm 2cc, 1c 1,2, 2cc là 2,4 triệu. Ảnh vừa tiêm vô là bình thường là một chút xíu là nó tê tê cái mỏ em. Xong rồi ảnh em hỏi sao mà tiêm mà cái mỏ em tê, ảnh nói bình thường mấy ngày sau là bình thường à. Em nghĩ là bình thường, ảnh mới tiêm thêm. Về tới nhà mấy tiếng sau là cái mỏ em bầm bầm sưng sưng tê tê nữa. Xong rồi em mới hỏi ảnh mới nói là bình thường à, không có sao đâu. Nhiều lúc mà em suy sụp, em không biết là phải như thế nào luôn. Xong rồi cứ mỗi lần mổ xong là em phải đi tái lại vậy nữa. Suốt mấy tháng nay là tâm lý em nhiều khi mà em nghĩ em kiểu như em không muốn sống luôn á. Hầu hết các bệnh nhân tiêm filler tăng mỡ gặp phải các biến chứng nặng mới chịu nhập viện điều trị, phải phẫu thuật nhiều lần mới lành được vết thương. Phần lớn các cơ sở gây ra các vụ biến chứng đều không có giấy phép hoạt động, không có chuyên môn, sử dụng các chất không được phép tiêm, gây ra hậu quả đáng tiếc. Khi hỏi lại bệnh nhân thì bệnh nhân có nói rằng là bệnh nhân tiêm với 1,7 triệu cho 1cc. Thì thật sự mà nói, với 1,7 triệu cho 1cc trên giá thị trường thì không thể nào là những cái filler mà có thương hiệu một cách rõ ràng. Vì các cái vấn đề tiêm filler, Sở Y tế không cho phép thực hiện ở các spa, không cho phép thực hiện ở các thẩm mỹ viện, mà chỉ được thực hiện ở các phòng khám có bác sĩ phụ trách và cụ thể nhất là ở các bệnh viện có khoa về thẩm mỹ. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, để vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng, mỗi người cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng trước khi quyết định, tránh tiền mất, tật mang.